150 giá, 150 giá chú kiếm được nhiêu tiền? 180 ngàn lời á, mất lời á, lời 180 ngàn mà phải bán hết 150 mới lời 180. Mỗi ngày chú bán được hết không? Có khi không hết, có khi ấy cả với số mất cá lãm bệnh à, tay dính á. Chú không có con cái gì hả? Ờ, chú năm nay chú nhiêu tuổi? 78 rồi. Thôi con quay chú con gì con để coi một người ta biết nữa đây, người ta mua ủng hộ chú nha. Thường chú bán ở đâu, chú bán tập trung chú bán ở đâu? Chiều tháng đây còn sáng bán cao quán cà phê Đoán á, quán cà phê Tâm á. Quán cà phê Tâm. Sáng 4 giờ lên có mặt á. Mà năm nay chú 78 tuổi. 78. Chú sinh năm mấy mà chú nhớ chú 78 tuổi? Sinh năm 40 á. Ồ, sinh năm 1940 là nay đúng rồi 78 tuổi. Chú quê ở đâu chú? Quê Tây Ninh đấy. Quê Tây Ninh. Mà con cái chú đâu hết trơn để cho chú đi bán cực khổ rồi. Con cái không có, sống ba dì mồ côi cao đài Tây Ninh đã nuôi. Dạ. Nuôi từ nhỏ lớn. Đi lính cái đường cũ á. Dạ. Rồi chú không có vợ con gì luôn. Rồi chú bắt đầu bán vé số từ lúc nào? Bán vé số thì lúc ngã ngựa tống xong là bán. À lúc ngã ngựa giờ luôn. Chú có bị đi học tập không? Có đi 3 ngày. À đi 3 ngày hả? Chú làm văn phòng. Ôi 78 tuổi mà chú mỗi ngày chú đi sao? Sáng chú đi lấy vé số ở đâu? À, lấy ngã ba chục đường nè. Lấy số trong rồi về nhà. Làm ngủ rồi. Cơm nước xong rồi. Ngủ 4 giờ sáng rồi. Nhưng mà nhà chú... Ủa, nhà chú ở đâu chú? Ở cầu số 4 á. Ồ, nhà chú ở cầu số 4 này. Ông với bà, bà cũng con trai. Có bà hả? Có. Ờ. Bà xã chú hả? Bà xã chú đang nhiêu tuổi? Cũng 72 rồi. Bà xã chú 72 tuổi. Trời ơi, hai vợ chồng người 72, người 78. Rồi hai người đi bán vé số hết thì có mình chú đi bán thôi. Ừ, à, dân Việt luôn. À, chú dân Tây Ninh. Tây Ninh hả? Cô là dân Hóc Môn hả? Dân địa phương đó. Địa phương cầu số 4. À, cầu số 4. Con không biết cầu số 4, con ở chỗ khác tới nhưng mà... Ủa chú, cái cầu này là chú ở đây từ lâu rồi phải không? Chú biết cầu này biết. Cái cầu Phú Long này sắp sửa nó, nó tháo rồi. Chú có đi qua bên kia chú bán không? Không. À chú bán bên đây thôi. Xin lỗi chú, con ngồi chú tên gì chú? Tên Hùng. Chú Hùng. À, quý vị các bạn thân mến, trong lúc Carloman ngồi ăn với các bạn ăn cái món gà tiệm bớt hiểm ở quán Cầu Sắt thì có một cái chú tới mời cái số. Thật ra Carloman không bao giờ mua cái số đó, nói thật luôn. Nhưng mà thì thôi mình cũng vậy thôi, mình không mua, nhưng chút xíu mình sẽ giúp đỡ cho chú một cái khoản tiền nho nhỏ, coi như hôm nay là giống như mua mão cho chú vậy ha. Nhưng mà con thì con không mua, nhưng mà chút xíu con sẽ giúp chú nha. Với lại quý vị các bạn có đi đâu ở khu vực quận 12 á, mà muốn giúp chú, rất nhiều bạn gửi cho Carloman nhiều cái nhân vật, nhiều con người, nhiều 70 tuổi rồi 60 tuổi. Nhưng mà nếu mọi người thấy gặp chú Hùng đây thì chắc chắn đây mọi người sẽ bất ngờ, bởi vì chú năm nay 78, gần 80 tuổi. Hai vợ chồng, vợ thì vợ chú thì năm nay là cô năm nay là 72 phải không chú? Đó, người 78, người 72, không có con cái gì. Rồi nhà chú thuê làm sao? Chú ở thuê nhà mướn. Mướn cái bà. Bà là mướn chủ nhà. Nhân địa phương á. À mướn cái bà, một cái bà chủ nhà. Không có bà chủ nhà ở, bà là chủ nhà, và tôi là chủ nhà. À là sao? À, tôi chủ nhà gốc ở Tây Ninh á. À ta tóc chưa bà thành. À, à vậy là cô là nhà đây. À nhà đây. Ờ. Coi như là đâu đâu là cái nhà của cô chú đúng không? À, mà cô có con ca, cô cũng đâu cũng vậy luôn. Ờ, không có con. Mà cô chú gặp cô vô lúc nào? Bán vé số á. Ủa cô cũng đi bán vé số? Nó có. Dân địa phương. Dạ. Vô bán rồi quen. À, quen rồi xong. À. Lúc cô quen, chú quen cô lúc mấy tuổi? Lúc cháu là bạn sau mấy á? Mới đây à? Mới đây rồi. Cũng khoảng 10 năm rồi. À, khoảng 10 năm. Khoảng 70 thì chú gặp cô. Rồi xong cái quen rồi xong về ở chung cô luôn.
Là trước đó chú đã bán vé số rồi hả hay sao? Bán vé số rồi. Chú bán vé số bao nhiêu năm rồi chú? Bán lâu rồi. Từ ngày ngã ngựa tới giờ bán vé số. Rồi bán vé số từ năm 75. À 75 á. Ủa, năm 75 có vé số cho ta? Có rồi. Có sổ số kiến thiết rồi chú? Có. Lúc mà mới ổng về tổ chức cái khu á, ổng tổ chức lấy thành phố á. Không, tức là sổ số kiến thiết có từ lúc nào? Có lâu rồi mà. Lâu rồi. Đúng rồi. Không ai biết rồi, nhưng mà chú nói chú bán vé số từ cái hồi năm mà mơ sau năm 75. Tức là nghĩa là bây giờ là khoảng 40 năm bán vé số. Nhưng mà mình đã check thông tin nó đúng không á, nhưng mà chắc chắn là 30 năm là chắc chắn. Đúng không? Rồi bán vé số mới gặp cô xong quen, cô dân ở gần đây. Ừ. Xong giờ bởi tình yêu nó làm cho chúng ta cực khổ hơn, cho nên 7-8 tuổi vẫn đi bán vé số. Nói đùa thôi chứ quý vị các bạn thân mến đó. Nãy mình mới ngồi mình đọc một cái tin, một cái chú nào thì chạy xe ôm 70 tuổi mà khuya khoắt vẫn chạy. Bây giờ mình gặp chú Hùng à, mới tới mời mình ra số, mình quay lại mình thấy chú già yếu quá. Chứ một số bạn mà bán vé số, mà một số anh chị bạn bán vé số mà khoảng độ tuổi năm mấy 60 thì cái chuyện đó cũng bình thường. Dạ đây là chú, thôi chú cầm nha. Giờ dạ, con có tí quà cho chú thôi nha. Rồi này con biếu chú nha. Rồi chú cẩn thận nha, đi bán vé số rồi có bị tụi nó ăn cắp hay nó lừa đảo gì không? Ủa nó bị hoài là nó lấy vé số rồi nó không trả tiền hả? Giật cái chạy á. À, nắm lấy vé số chú nó giật chạy. Này. Tối khuya cũng móc là mời ai. Tôi tới quán cà phê. Chú bán từ sáng mấy giờ? Chú bán từ mấy giờ? 4 giờ. 4 giờ sáng đi bán rồi. Rồi chú bán tới mấy giờ? Bán tới tối xong á. Hết nghỉ. À, cứ hết 150 vé là chú nghỉ. 150 vé thì chú lời được 180 ngàn. 180 ngàn mà mình nhân cho 30 ngày thì mình cũng hiểu rồi ha. Là một tháng kiếm có 5 triệu mấy hai ông bà. Trời ơi khổ lắm. Cũng không hiểu luôn. Và có ngày cũng bán đâu hết đâu. Như vậy thì trung bình là có vài ngày có thể kiếm có khi 4 triệu, có khi 5 triệu. Trung bình lây lất ở đó thôi. Mà bữa nào xui gặp cái đám mà đạo tặc, đạo chích ra nó giật cho nữa thì coi như là đền vé số hả chú? Có phải đền không? Số nhà nước rồi đâu. Mà phải đền lại cho chỗ đại lý. À. Khổ chưa? Cho nên là các bạn ác quá nha. Nói chung là ăn cướp, ăn trộm gì cũng vậy, cũng phải chừa người già ra. Đúng không? Như vậy tội người ta lắm, tội lắm. Ha. À, lấy số đi. Dạ. Anh lấy số đi. Dạ thôi con lấy con gửi chú cái tiền nha. Nha chú. Rồi thôi để con giới thiệu chú nè. Rồi quý vị các bạn thân mến nhớ nha. Chú bán thường chú bán cái số ở cái khu vực này là cái quán cầu sắt. Rồi với là chú bán ở dưới kia nữa phải không chú? Bán tâm lên đây á. Quán tâm hả? Con không biết. Quán cà phê cô giáo sen á. À quán cà phê cô giáo sen ở quận 12 ngay dưới chân cầu đó. À chú đi xe đạp. Đi bộ thì sao quá. Chú đạp sẽ dẫn con đạp xe đạp được hả? Dạ. Xe đạp chú để đâu? Xe đạp để cô giáo sen á, quán cà phê. À, chú đi bộ qua đây. Còn con tưởng chú để xe đạp ở đây, chú chạy xe đạp rồi luôn. Dạ thôi chào chú nha, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi 3, 2, 1. Sáng không? Dạ sáng. Rồi dạ mọi người các bạn nhớ nha, có gì giúp đỡ chú ha nha. Chú hai vợ chồng ngoài 80, gần 80 rồi. Đây quý vị đó, bây giờ chú sau khi mà gặp Ramen rồi thì chú đi tiếp với các anh, có các anh các bạn khách kế bên cũng tới ủng hộ chú.
Sao thì nổi không? Sao quá sao thì nổi? Biết nhau ở đây phải làm một tờ đơn, rồi có người, rồi làm người lớn, rồi phải nhiều hộ rồi nhờ những cô của trong quốc hội, trong nhiều khi người ta dễ dàng lắm, nói chuyện mà trong nó làm tờ đơn cũng ký cái này lên, chỉ cần 30 căn hộ, 50 căn hộ là công thấy 13 năm. Nếu mình gỡ ra chính quyền để giải quyết dân nghèo khó khăn đúng rồi là phải nói là mới vậy nha quý vị, mời các bạn ha, nhắn ký trên chú Hùng nha, ở chú bán loanh quanh ở cái khu cầu Phú Long, ở đây gọi là cầu sắt á, cái cầu hơn 100 năm rồi. Cầu 13 dạ, cầu 13 lịch sử. Cái cầu này là giao thương của dân nghèo, đâu qua lại là phải ra. Dạ. Là biết đâu, chỉ có một người nào kiếm trong hội mà người ta ấn mình đó. Đàn ông mà mới mà làm tờ đơn này chứ trong trong cái ở bên ở đây là. Nha các bạn. Nha. Đó thì thật ra thì Coleman đâu đó Coleman gặp những cái mảnh đời vậy Coleman làm thôi. Và đúng là các bạn trẻ đó đôi lúc mình nghĩ các bạn trẻ bây giờ cũng lạ lắm, chúng ta lúc nào cũng sống sung sướng rồi thoải mái rồi mà cứ thích suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta hãy nhìn thấy có những con người như thế, những người đáng tuổi ông ngoại ông nội bà nội mình nhưng mà còn cực khổ, và nhưng mà họ vẫn mưu sinh một cách tự lập, không trông chờ vào bất cứ cái thứ gì. Mọi người thấy kính nể không? Riêng Coleman rất kính trọng những con người như thế, và mặc dù giúp đỡ nhưng mà mình cũng mong là nếu quý vị các bạn đi đâu có gặp những trường hợp như vậy, thôi một chút xíu mua vài tấm vé số, còn nếu không mua vài tấm vé số thì Coleman chủ trương là không mua vé số, và mình tặng cho chú một ít tiền để coi như là bữa rau bữa cháo. Bây giờ thì Coleman xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Sống yêu thương nghe các bạn á, xin chào.